Thằng Ngẫu Hồng này, may được chứ. Hôm nay mà không đến, tao đuổi nó ra khỏi tên. Ôi, mua vàng, tao xin lỗi nhá. Hôm qua nhá, tao có việc, mày thông cảm cho tao nhá. Lần này là lần cuối nhá. Mặc cái bộ đồ này vào. Đưa đây cho mình. Bây giờ tao với mày là anh em tốt. Mày cứ đi theo anh Tiếp Bi vào ngoài rừng. Rồi, mày là tay trong của tao. Mày cứ yên tâm ở tao. Kế hoạch của chúng ta là đó là 2 triệu của anh Tiếp Bi. Tao nhớ rồi. Ok, mày cứ đi đi. Nhớ vào trong nha. Ôi, thật chết rồi. Mình mà mặc bộ đồ này, kiểu gì cũng bị phát hiện. Mình phải trở lại áo hồng như bình thường thôi.